Mọi người vào xem livestream đi mọi người ơi. Sương với Thiện mai ngủ chưa vậy? Ngủ tí đi nữa. Đâu rồi? Chỉ chỗ bạn chỗ này mà chờ. Cái gì nữa chưa? Chị em nào mình quan tâm đến dung dịch vệ sinh phụ nữ mình và mình xem live giùm em nha. Tại cái sản phẩm này là sử dụng cho cả nam và nữ luôn, chứ không phải là cái chị phụ nữ không nha. Và nói chung là các bạn trẻ lớn bé gì cũng sử cũng dùng được. Nói chung là mình tới tuổi dậy thì là mình sử dụng được cái sản phẩm này nha mọi người. Còn các em mà mình còn nhỏ quá thì mình cũng khỏi sử dụng ha. Nhưng mình tới tuổi dậy thì mình sử dụng cho nó sạch sẽ. Cái sản phẩm này là một dạng gel như mọi người, gel trong á, thì nó sử dụng rất là tốt cho cái cô bé của mình luôn. Nói chung là cho cái vệ sinh vùng kín á rất là sạch sẽ từ cả nam và nữ luôn. Các bạn nào bị ngứa, bị hôi hay gì đó là mình sử dụng là nó hoàn toàn nó hết sạch luôn nha mọi người. Tại vì em cũng có sử dụng sản phẩm này nữa nha. Em sử dụng được cách hôm nay nữa là ngày thứ tư rồi thì cảm giác nó rất là thoải mái mà nó không cảm giác cho mình bị thấy ngứa ngáy khó chịu gì luôn. Đó là cái công dụng của nó. Và nó có thêm những cái công dụng rất là đặc biệt mà khi mà mình nghe tới là mình muốn mua liền luôn á. Là nó có thể làm hồng và làm xe kích cái vùng kín của mình luôn á mọi người. Thì mọi người cũng biết rồi, thì trong cái thành phần này nó chứa 17 thành phần là đa phần là những cái thảo dược không à. Cho nên khi mình sử dụng cho cô bé á, nó không có bị hư hại hoặc nó không có bị khô da của mình ha. Cái vùng đó là cái vùng nhạy cảm. Mình sử dụng những sản phẩm không có tốt thì nó dễ bị khô da của mình lắm nha mọi người. Thì 17 thành phần thảo dược đó thì ngày nào em livestream em cũng nói hết. Cho nên là hôm nay em sẽ không nói nữa ha mọi người ha. Thì em chỉ cho mọi người biết là công dụng của nó có khá là nhiều công dụng. Vừa làm sạch, vừa kháng khuẩn và nói chung là nó cân bằng cái độ pH cho cái cô bé vùng kín của mình luôn. Từ nam nữ luôn nha mọi người. Đó. Là nó ok là cái điểm như vậy. Thì cái giá thành của nó ở ngoài thị trường là phải 800 ngàn hoặc 750, 800 ngàn một chai. Thì cái sản phẩm này là chỉ là một cái dung dịch vệ sinh. Thì mình nghĩ tại sao nó mắc quá thì nó có cái lý do của nó, chứ không phải là đơn thuần nó chỉ là như vậy thì nó mắc nha mọi người. Tại vì nó có những cái công dụng cao hơn những cái sản phẩm mà mình đang sử dụng, chẳng hạn như dạ hương hoặc là những cái chai màu xanh mà xanh lá cây á, là trong những nhà thuốc có bán á, thì nó tốt hơn những cái chai đó luôn. Cho nên là giá thành nó mới cao. Và những cái thành phần được chiết xuất trong đây là đa phần từ thảo dược không à. Mà thảo dược thì để sử dụng cho cái làn da mặt của mình, mà bây giờ là mình đưa xuống vùng kín luôn. Thì mọi người nghĩ nó có tốt không à? Thì rất là tốt ha. Chị em mình khi mua về sử dụng hàng ngày giùm em luôn. Thì cái công dụng hiệu quả của nó là mọi người chỉ cần sử dụng một lần là mọi người biết được, cảm giác được liền luôn á mọi người. Đau họng quá à. Đau họng thiệt chứ. Nói mà thiệt, nói mà không thể nào nói lên tiếng luôn. Chị em mình sử dụng thường xuyên giùm em nha. Chẳng hạn như mình đi làm á, mà mình ngồi văn phòng cả ngày hoặc là mình làm việc, nói chung là mình làm việc cả ngày mình bị cảm thấy bị khó chịu á, mình chiết trong cái chai này này. Tại vì cái dung tích cái này tới 200ml lận, 250ml lận, nó sử dụng lâu lắm. Cho nên khi mình đi làm mình mua cái chai nhỏ mini á, mình chiết cái này ra để mình sử dụng khi mình đi làm luôn cho nó sạch sẽ ha. Nói chung là cho nó sạch mọi lúc mọi nơi luôn á. Các bạn bị huyết trắng, bị ngứa, bị bất cứ cái gì chơi của cái vùng nhạy cảm đó thì mọi người sử dụng được ok hết nha mọi người. Và một cái nữa là em muốn nói cho mọi người luôn, cái này nó giống như một cái tế nhị, nhưng mà thật sự là thời buổi bây giờ thì cái đó nó bình thường ha. Thì cái sản phẩm này nó thay thế luôn cho gel bôi trơn, là cho các bạn mà sử dụng quan hệ tình dục á, thì nó thay thế luôn cái chỗ đó luôn. Có đó là cái công dụng của sản phẩm này á, rất là tốt. Thì cái này là đời Mona và Sam Linser ha mọi người ha. Đây nè, thương hiệu của nó nè, xuất xứ nhập từ Hàn Quốc 100% luôn. Mọi người mua hàng bên công ty của em thì cái đầu tiên mọi người phải tin, đó là cái tin tưởng nha. Tại vì ở Hàn Quốc á, ở Hàn Quốc nhập về đây nói chung là ra qua những cái công đoạn rất là khó khăn. Mà mọi người mua hàng ở ngoài thì mọi người cũng không có xác định được là hàng của Hàn Quốc không ha. Thì cho nên là khi mọi người đến với cửa hàng của em là cái đầu tiên mọi người có là có cái serum ngay vùng 7 luôn. Chị em nào mà mình chưa biết cái serum bên em á thì mọi người có thể xem trong cái fanpage giùm em nha. Hoặc là em có thể đọc ở đây là website bên công ty của em là cocomon.vn. Đó. Còn mọi người ở cái địa chỉ quận 7 là 187 Tôn Nhật Tiên, Phú Mỹ Hưng, quận 7 nha. Và khi mọi người mua hàng trực tiếp trên cái like của em và fanpage này á thì mọi người sẽ được sale 30%. Sản phẩm này giá gốc 600 ngàn nha mọi người, rẻ hơn ngoài thị trường luôn. Và giá gốc 600, sale 30% thì chỉ còn có 420 ngàn thôi. Mà khi mà chị em mình mà mua trên website cocomon.vn á, website cocomon.vn thì mọi người được sale 40% luôn, là chỉ còn có 360 ngàn thôi nha mọi người, rất là rẻ. Rẻ hơn ngoài thị trường tới 400 ngàn luôn, 4 đến 500 ngàn nha. Cho nên khi chị em mình mua hàng bên đây á, mọi người chưa không những là được khuyến mãi 3 đến 40%, mà mọi người được tặng quà nữa, tặng kèm bộ dán móng nail on. Bộ dán móng đó thì Sương còn bộ dán móng nào ở đây không? Để cho em mượn.
cái dán móng đó thì mọi người sử dụng được, nói chung là sử dụng được hai lần, một bộ sử dụng được hai lần, sử dụng được chơi khoảng tầm 3 đến 4 ngày là nó tự nó rụng móng, thì nó không có bị ảnh hưởng, nó không có làm mỏng cái móng của mình ha. Và cái đó bên công ty em bán với giá 100.000 một miếng, và nó có đầy đủ màu sắc cho mình lựa chọn luôn. Cho nên khi chị em mình mà mua sản phẩm nào bất kỳ bên công ty của em, chỉ cần hóa đơn trên 200 thôi là mọi người sẽ được tặng với miếng dán móng này nè, đó rất là ưu đãi với khách hàng ha.